vị, con chung và con riêng luôn là vấn đề nhạy cảm và khó nói đối với mỗi gia đình. Vậy khi cha mẹ qua đời, người con riêng đó có được hưởng di sản thừa kế như con chung hay không? Cùng tham khảo bài viết sau đây của công ty luật ACC để biết thêm thông tin chi tiết, bao gồm các nội dung chính sau đây. 1. Quan hệ giữa con riêng và mẹ kế thê dượng. 2. Con riêng có được hưởng thừa kế như con chung hay không? Mặc dù không phải con đẻ, nhưng nếu những người con riêng cùng chung sống với mẹ kế, thê dượng thì hai bên cũng có quyền và nghĩa vụ với nhau như giữa những người có cùng huyết thống. Theo đó, luật hôn nhân và gia đình quy định quyền và nghĩa vụ của mẹ kế, cha dượng đối với con riêng của bên kia bao gồm thương yêu, tôn trọng ý kiến của con, trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc việc học hành, giáo dục con, không được phân biệt đối xử giữa các con. Bên cạnh đó, dù là con riêng, nhưng nếu người này cùng chung sống với mẹ kế, cha dượng thì cũng phải thực hiện quyền và nghĩa vụ như một người con đối với cha mẹ. Cụ thể, Điều 71 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định con cái phải có nghĩa vụ và chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, đặc biệt khi cha mẹ ốm đau, già yếu. Theo quy định tại Điều 6, năm 1 Bộ Luật Dân sự năm 2015, những người hưởng di sản thừa kế được chia thành 3 nhóm sau đây. Hàng thứ nhất gồm vợ chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, con đẻ, con nuôi. Hàng thứ hai gồm ông bà nội ngoại, anh chị em ruột, cháu ruột gọi người chết là ông bà ngoại. Hàng thứ ba gồm cụ nội ngoại, bác chú, cậu, cô, dì, ruột, cháu ruột gọi người chết là bác, chú, cậu, cô, dì, ruột, chắc ruột gọi người chết là cụ nội, cụ ngoại. Như vậy, theo quy định trên, con riêng không thuộc trường hợp được hưởng di sản thừa kế. Tuy vậy, người này vẫn được hưởng thừa kế trong các trường hợp sau đây. Người có di sản để lại di chúc cho con riêng. Bởi quyền để lại tài sản sau khi chết là quyền của người để lại di sản. Do đó, khi để lại di sản thừa kế, người lập di chúc để lại tài sản của mình cho con riêng, thì người con riêng được hưởng quyền thừa kế. Tất nhiên, lúc này, di chúc phải hợp pháp theo quy định của pháp luật. Khi cha dượng mẹ kế chung sống với con riêng. Ngoài ra, Điều 6, năm 4 Bộ Luật Dân sự năm 2015 có quy định về quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng mẹ kế. Theo đó, con riêng và bố dượng mẹ kế nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng như cha con, mẹ con thì được thừa kế di sản như nhau và được thừa kế thế vị được quy định tại Điều 6, năm 2 Bộ Luật Dân sự năm 2015. Trên đây là một vài thông tin mà công ty luật ACC cung cấp đến cho bạn về con riêng có được hưởng thừa kế hay không. Nếu bạn vẫn còn những thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất. Truy cập website accgroup.vn và nhấn đăng ký kênh YouTube công ty luật ACC để cập nhật được những thông tin mới nhất về pháp luật.